trời lên. Nè cú chen vô kìa. Lết được không vậy chớp? Cài nó lại gì chớp ơi. Nãy giờ hút ra hút trang nữa thôi. Trời ơi, không có hút trang không chở được kìa. Ở đâu rồi? Kêu đi ra pháp má. Giang đây à? Ê, đây nè. Ai sao vậy? Ba rồi. Mấy giờ sớm mà đi xe gáp vậy hả? Chở bây giờ phường á. Chở gì chở luôn nè. Chở lên phường đi anh ơi. Nè bà đi bán chở cho bà đi xe cho bà trả tiền á. Đây ông nội. Trả tiền cái gì á? Quẹo ơi. Phải ông này. Súp bột cho chút lên xe. Rồi về chắc. À, ông chạy luôn rồi. Ông chạy. Ông sợ rồi chắc rồi. Thôi mà nãy đi xe ông không trả tiền. Rồi. Đủ má là tôi đòi chở ta đứng cặt cả luôn. Nhưng mà tóm là đi xe không trả tiền. Vô lấy xe đi. Không. Đủ má mày ơi, chứ mày chở tao. Nó chở bà đi bài á. Thôi mà tóm là đi xe không trả tiền người ta. Ủa, không nãy có ai đặt cho bà chưa? Tấm là đi xe không trả tiền người ta không chở. Ai biết lầm á, bạn cũng lầm á, nó gọi đúng không? Tấm là đi xe không trả tiền người ta không chở. Thôi thì thôi, giờ mình đi bộ về bên Nội Kỷ cũng đi. Đỉ mẹ mày tiền đại lý sao về? Đi bộ đưa tôi giữ ra, đưa tôi giữ ra. Tán có ba chừng bạn. Ba ông bay về chưa? Chưa. Đang gọi nó rồi về. Gọi đi. Tiền là túi nào? Để chú tôi gọi nó, kia nó móc túi bà. Nghe đi, nó về giờ. Nghe nó đang về. Hello. Má giờ sao mình về phải đi phô cô đi về. Đây có trang lên dịch không? Đợi nó đủ má mới đi chơi. Còn có chiếc bông vậy? Nó mới vừa về á. Bên đây nè, mất bên đây nè. Hai chiếc. Ê bánh chưng bánh giò từ Lâm mua ăn không? Tiền để giữ cho, để lý giữ cho. Đây. Nó sẽ cho vậy rồi. Sao? Ở về chưa? Anh chở bà về cho mấy không? Có nha. Có nó, hình như có nó. Có nó không? Có nó không? Có nó, cầm em vô lấy cái nón rồi. Chở bả rồi. Ông gì nó lấy rồi. Nào. Chở bả về đi, chở bả là không cần nón. Chở bả hoài mà. Chở không mất xe về chứ. Đưa tôi sắp đi giữ tiền cho. Đây. Quắt xe nào, nó gọi ngoài đi. Đi 4 chỗ vậy nha. Đi vô 500. Ở cho lấy xe cứu vô anh. Sao? Cứu có ai gọi rồi chưa? Chưa. Xe gọi cho taxi về nha. Nha. Gọi xe 500 phải không? Gọi taxi nha. Từ đây ra phố đi bộ đi 2 vòng 4 rưỡi rồi. Đỉ mẹ mày nhà ta cho qua hồi chỉ đi ra phố đi bộ lồn hoài. Ra phố đi bộ đi 2 vòng thôi. Rồi đi ra ủ rùa trẻ mấy vòng qua ủ rùa đi ăn hết tỉnh chán vậy. Ừ. Được không? Chứ muốn sao? Chịu không? Này bán hết rồi mà sợ gì nữa. Bán là được 300 ngàn, bán hàng trắng là được triệu mấy, là 2 triệu. Bán sao đi xe không trả tiền mà tao không trả đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay đủ má đi xe đẹp quá. Hôm nay tôi bắt quả tang bà Duy Đề. Nói chắc là về luôn nè. Thôi đi bay luôn. Ở chớm ra ngồi đó lại hỏi người ta anh có Duy Đề không. Em đi luôn nè. Đúng rồi, quýnh không bằng. Không có nói chứ rồi. Thì bởi vậy ta nói nấu à, hằng kia nó lên cả. Ai đặt xe cho bả đi. Đưa xe tới chắc rồi. Xe tới. Xe tới rồi, xe tới rồi. Chắc cứ chị má, để chung ngay gì nữa. Dạ. Hỏi anh Bimin coi anh Bimin có chở bà về không? Anh Bimin nào? Đó, anh mặc áo Bimin. Anh Bimin có chở bà trước về không? Có giao hàng không? À. Có giao hàng không? Để em lấy cái thùng nó đóng gói mà lại giao hàng cho em luôn. Tiền của La Lý không có giao rồi. Trời gì vậy? Bà bán tờ giấy số mà lại 10.000 tờ. Kỳ ra. Nói cho ta, đặt ráp lại quá.
Ừ, ta ráp vào chất đi. Bà đi bà ơi, mấy mấy ráp vậy sao dám chở bà đi? Bà bóp giấy nè, lùm lum hết trơn sao dám chở. Má này cái đèn xanh không bóp chặt mấy cái đó. Đừng nói cho về. Đặt rồi, đặt rồi. Nàng chở bà hổ rùa. Sao hổ về chị? Không, phải đặt cho bà vậy á. Chứ bà bán hết bây giờ sớm lắm. Bà mới hết. Mới bữa vô cái tao mua hết cho bà đi về luôn. Nhìn bà ơi. Bà chơi vậy chơi bà. Bà lột đồ ra. Bà lột. Nè, bây giờ Thu Hương là lép dế với bà rồi. Bây giờ ở đây là bà hết nhất á. Ở đây là bóp lai của bà không bà chết. Bà chết chọn bóp lai luôn rồi đó. Nè, cái xe cái về chưa? Lâm đặt rồi. Lâm đặt rồi, xe đang tới. Thôi mà nói cho ngủ đặt cho bà về. Ê, cứ vô không phải ngủ má lại thằng chồng mày sợ quá giàu rồi đó. Má chồng nè. Ai không ngủ lại. Tao hỏi nó làm nghề gì, nó qua nó trà thẳng cho mình đen. Mà hết hồn. Đặt xe cho bà chưa làm? Ủa, anh ba trà cái gì cho Mỹ Đen? Ai đặt trương gì đặt được? Bà hỏi anh ba trà cái gì cho Mỹ Đen? Quân ơi, Quân đặt xe cho bà chưa? Bà trà cái gì? Đặt xe cho bà chưa? Đặt rồi. Bà trà cái gì cho Mỹ Đen? Chà, cái sèn sắc đồ cho nó. Mỹ Đen hồi lắm á mà. Tao không biết vậy. Thì chất biết hay à. Trời ơi, đủ quá, ai đẻ hai đứa này quá thấy sợ luôn. Chứ không ăn bắt nó tao. Cháo gì mà. Trời ơi, đủ. Xe lại rồi. Xe lên. Kè, gáp kè. Gáp lại kìa. Đủ má mày ngó con đó có lé không nha. Đeo cái trang vô. Bữa nó bắt nhẹ thằng lé, đèn xanh nó đeo cái đường. Ai được, ai được, đứng bè. Ông ơi, nghe mấy tỷ chúng người nha. Bè quý gian vô kìa. Đấy trời ơi, đủ má mày đậu nón tiểu gì vậy. Chưa lấy ông ra coi. Bán từ từ. Ê Vịnh nha. Ê. Sao nó bự. Trời ơi mà. À. Rồi xuống coi té rồi. Ơi chút rồi. Ốm. Đậu má chưa ốm mà sao chạy. Trời biết ơi.